đò lên thạch hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Thưa quý vị và các bạn, đến với Quảng Trị, chúng ta sẽ nhớ đến một thành cổ. Đến với Quảng Trị, chúng ta sẽ nhớ đến mùa hè đổ lửa 1972. Và hẳn rất nhiều người biết đến bốn câu thơ của nhà thơ cựu chiến binh Lê Bá Dương. Chúng tôi có mặt tại thành phố Nha Trang và đã gặp anh. Thành cổ Quảng Trị vốn là một điểm đến mà Uyên Uyên Việt Nam rất muốn tìm hiểu, cũng đã gặp nhiều cựu chiến binh nhưng thật sự cũng chưa được thỏa mãn, chưa được yên tâm về những gì mà mình có được. Và hôm nay thì chúng tôi gặp được anh, tác giả của bốn câu thơ xúc động lòng người "Nếu bạn đến với thành cổ Quảng Trị". Và bốn câu thơ này tôi nghĩ rằng rất ít người có thể cầm được nước mắt. Xin chào anh Lê Bá Dương. Chào. Rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Gặp anh hôm nay thì trước hết xin cho phép Uyên Uyên Việt Nam được bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh và cũng như đối với những đồng đội của anh như một sự tri ân. Và hôm nay thì chắc chắn là như tất cả những khán giả hâm mộ đối với bốn câu thơ này, thì chúng tôi rất muốn biết anh đã viết bốn câu thơ này trong cái tình huống như thế nào, nó ra đời trong một cái hoàn cảnh như thế nào, anh có thể chia sẻ được không thưa em? Thực ra tôi vào Quảng Trị, bắt đầu đặt chân vào Quảng Trị là cuối tháng 5 năm 1968. Thì cho đến trong gần 4 năm chiến đấu ở trên trường Quảng Trị như vậy, thì đến mùa xuân năm 1972 thì khi chuyển hướng về phía đông mở chiến dịch giải phóng Quảng Trị, thì lúc đấy tôi đã có một cái quãng thời gian khá dài ở Quảng Trị rồi. Và cái chiến dịch giải phóng Quảng Trị và sau này là được tiếp nối bằng một cái chiến dịch chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, thì nó là cái đỉnh của một cái quá trình của đơn vị chúng tôi tham gia ở chiến trường Quảng Trị. Thế thì chính vì trong những cái quãng thời gian gần 5 năm như thế là chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, thì tôi là một trong những cái người đồng đội của đơn vị đã từng vuốt mắt đưa rất nhiều đồng đội chúng tôi vào trong lòng đất, vào trong các cái dòng sông, dòng suối của Quảng Trị. Thế thì chính chỉ vì cái lẽ đó mà kết thúc chiến tranh rồi ấy, thì tôi đã cái phép đầu tiên trong cuộc đời cùng quân ngũ thì tôi dành cho Quảng Trị để chỉ làm một việc là về lại thăm lại chiến trường xưa, thắp hương cho đồng đội. Và cái thời điểm, những thời điểm đó thì thế này, tức là những năm đầu sau chiến tranh, tức là năm 76 khi tôi về lại Quảng Trị thì thời đó là Quảng Trị vẫn còn rất là hoang vắng, và có thể nói gần như là chưa có chợ. Tất cả các cái chợ chỉ là các cái chợ xếp còn lại tồn tại lại sau chiến tranh, thì người ta cái gọi là nhóm họp lại thôi. Lúc đấy thì hương hoa là không có sẵn như bây giờ, đặc biệt là hoa. Thế chỉ có cái hoa cúng thì thường thường người ta lấy ở trong vườn nhà người ta ra người ta cúng ở các cái am thờ thiên ở bên ngoài cửa. Nhưng mà tôi bắt đầu từ cái hành trình của tôi từ ngoài Bắc vào, đi phép vào, thì tôi khoác ba lô tôi về. Trước hết là ở lại cái chiến trường đầu tiên tôi hoạt động là chiến trường Do Cam, tức là cái mặt trận Do Cam ngày xưa là gồm có Do Linh và Cam Lộ, thì nơi mà cái trung đoàn tôi là có cái đội dày tác chiến đó nhiều nhất. Thì bắt đầu đi từ cái bến Tắt, nơi thượng nguồn ở phía trên của cái sông Bến Hải, cái khúc trên của sông Bến Hải, thì nơi đó là chúng tôi thường là gọi là ở bây giờ là gần gần với chỗ nghĩa trang Trường Sơn ấy, thì tôi cứ hương hoa cho anh em. Thì bằng cách là không có hương ấy, thì tôi dùng thuốc lá tôi đốt thay hương cắm lên trên đồi để cho gió nó thổi cho anh em được hưởng một chút, vừa là hương thay hương nhưng mà vừa làm chút khói thuốc, một thời chia sẻ với nhau những cái mẩu thuốc ở trong những cái ngày mà chiến đấu ở chiến trường. Rồi hoa thì tôi dùng cái cây sậy tôi bẻ ra từng khúc tôi kết thành bó, bó lại từng bó rồi xong rồi kết lại thành cái bè, rồi xong rồi thì lấy cái cây cái loại hoa chặt chiều, rồi hoa xuyến chi
rồi hoa mua, hoa sim tùy theo mùa là tôi gắn lên cái bè đó, thả trên cái dòng sông, cái đoạn ở trên phía trên của sông Bến Hải. Thì sau đó rồi cứ lần lượt bắt đầu đi vào cho đến hết cái mảnh đất mà Quảng Trị, tức là vào phía Nam thì đến sông Mỹ Chánh, rồi cái điểm kết thúc của tôi là thường là ở Thạch Hãn. Thường là ở Thạch Hãn thì tôi về đấy, nơi đó là cũng có lẽ là cái điểm nhấn cuối cùng mà nơi trung đoàn chúng tôi hoạt động ở Quảng Trị trước khi mà lật cánh đi sâu vào năm 1975 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Thế thì trong một buổi chiều mà ngồi một mình sau khi thả hoa ở trên sông cho anh em đồng đội, thì ngồi một mình bỏ gối nhìn sang phía bên bờ bắc của dòng sông, thì lúc đấy là bất chợt có cái thuyền nhỏ từ dưới ở hạ lưu của sông Thạch Hãn họ trèo ngược lên, thế là người ta cứ trèo ngược lên ở phía trên chợ Quảng Trị vậy. Thế thì nhìn cái mái chèo và ở ngược sáng ấy, họ quẩy xuống. Thời đó là xăng dầu rất là khó, các cái thuyền bè của đồng bào lúc đấy là không sử dụng xăng dầu nữa mà sử dụng bằng cái công cụ là truyền thống là cổ xưa là chèo. Thì họ quẩy cái mái chèo xuống dưới nước là làm cho cái bọt nước lúc đấy là nó tung trắng lên, nó cứ sới lên, nó cứ sối lên, nó cứ xoắn xuýt ở xung quanh cái mái chèo đấy, thì nó cứ bọt trắng lên như vậy. Thì tự nhiên là trong lòng tôi như bị ai cào, như bị ai sới lên vậy, nó xót xa. Thì nghĩ đến những đồng đội tôi nằm ở trong lòng sông, lòng suối, không phải chỉ có riêng Thạch Hãn mà ở khắp cả cái núi đồi ở trên sông. Thế thì tôi bị buột miệng, lúc đấy là tôi bị viết mấy câu, thực ra gọi là viết, nhưng cái cách viết thơ của tôi là toàn viết ở trong đầu, sau này có dịp thì tôi chép lại. Thế thì tôi viết mấy câu thế này, nó như một cái lời thỉnh cầu ở bên bờ sông vậy, là đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, tan chợ chiều suối đò có vội, xin xin đừng khuấy đục dòng trong. Thế thì đây là một cái lời thỉnh cầu của cá nhân tôi vào cái thời điểm mà ngồi, tức là trong một cái ngữ cảnh mà nó xót xa của một người lính trở về. Thế thì một cái lời thỉnh cầu này thì trong đó là đò lên Thạch Hãn, xin chiều nhẹ đáy sông còn đỏ bạn tôi nằm, tan chợ chiều suối đò có vội, xin xin đừng khuấy đục dòng trong. Thì cái, trong cái này tôi muốn gửi một cái lời gọi là lời cầu xin thôi. Đấy. Và cho dù cả cái cuộc đời này có thể là đến lúc nào đó là nó như một phiên chợ đấy, lúc đông vui lúc chợ chiều, thì dù có là chợ chiều đi chăng nữa, thì mọi người có vội vã đến bao nhiêu chăng nữa, thì cũng hãy dừng cho một chút, nhẹ cho một chút thôi, để cái đồng đội tôi có một cái giấc yên như thế. Thế thì sau này thì có lần là mấy anh em ở trong cái hội văn nghệ của Khánh Hòa, lúc đấy là hội văn nghệ Nha Trang đấy, khởi thủy đầu tiên của hội văn nghệ Khánh Hòa, thì đi dự cái đại hội của Huế về, thì người ta vì anh em nằm trên tàu, thì một anh bạn tôi bảo là vì đọc cái bài thơ này, vì bảo Lê Bá Dương viết kỹ được lắm, thế nhưng mà viết thơ ngay cũng đã lắm. Thế thì anh bạn tôi lúc đấy là anh Đỗ Kim Khuông, lúc đấy là anh bảo thế, về anh sẽ in, nhưng mà với điều kiện là phải sửa đi, bởi vì có nhiều cái từ xin quá, nghe nó có vẻ nó bi lụy. Thế thì lúc đấy thì tôi bảo thôi được, sáng mai tôi chuyển. Thì hôm sau tôi chuyển cho anh Đỗ Kim Khuông một cái bài thơ là đã sửa hai câu sau. Và câu đầu tiên ấy, thì tôi cũng đã sửa đến một từ xin, là ta thay từ ơi. Thì lúc đấy là từ ơi đò thay cho từ là xin chèo nhẹ, thì ơ chèo nhẹ. Thì cái ơi đò chính là cái thán từ gọi đò mà theo phương ngữ địa phương, nó có tiếng vọng ở phía sau đấy. Và hai câu sau lại thành là có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Rất là cảm ơn anh. Thực ra thì khi mà nghe anh nói về cái con thuyền chèo ngược dòng và cái mái chèo mà nó khuấy xuống nước, rồi ánh sáng nó, ánh nắng mặt trời nó phản chiếu mặt nước, nó tạo nên một cái khuấy động, một cái mà nó phá vỡ một cái sự yên lặng, nhưng mà đồng thời nó cũng giống như là chạm đến một cái nỗi đau, thì người nghe cũng có cái cảm nhận đúng là như vậy. Vâng, xin xin đừng quấy động dòng trong, đấy cũng là một câu nhắn nhủ. Và
nghĩa là với... tự khuấy đục dòng trong. Dạ. Xin đừng xin, khuấy xin đục đừng dòng khuấy đục ạ. Khuấy đục dòng trong. Xin đừng khuấy đục dòng trong. Em nghĩ là hai cái câu thơ mà được đổi thành có tuổi 20 thành sóng nước vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm, thì hai cái câu của cái tứ thơ trước em thấy nó cũng rất hay, mà nếu như anh có thể là nó là đúng tâm trạng thôi nhất đấy. Dạ. Vậy. Thì có thể mình bổ sung thêm hoặc là giữ lại nó một cách hoàn hảo, chứ bỏ đi thì liệu anh có tiếc không? Thực ra thì cái nào cũng tôi nghĩ là cái nào tôi nghĩ là cũng ổn cả. Dạ. Là nó đúng đều tâm trạng thôi, nhưng cái tâm trạng trước ấy, thì nó chỉ là cái tâm trạng của một người thôi. Một người. Là cá nhân tôi thì tôi đây là một cái lời thỉnh cầu. Dạ. Tôi chỉ cầu, chỉ mong như vậy. Dạ. Thế nhưng mà nó lại cũng có những cái sự hạn hẹp của nó ở trong một cái phạm vi, trong đó là cái mà mình giữ được trong lòng. Thì cái này nếu mình giữ trong lòng thì không giữ ở thơ thì cũng chính là từ trong lòng mình cũng đã giữ rồi, và cái tấm lòng đó vậy. Nhưng mà nếu cái hai câu sau thì thế này, tức là nhiều người chính hai câu sau này là hai câu mà người ta nhầm, mà tôi rất buồn. Dạ. Là ở chỗ là nếu như ở trên người ta có thể là đò xuôi hay là đò ngược thì dạ, đối với tôi cũng chẳng quan trọng lắm. Dạ. Nhưng hai cái câu sau cùng mà người ta cứ đổi một cái từ rất là buồn, đáng buồn, là cái từ bờ bãi và bờ mãi mãi. Thì người ta cứ lập luận là cho rằng là mãi mãi là lặp đi lặp lại không hay, và là bờ bãi là nó rộng, thậm chí có người là người ta bảo bờ bãi nó mới rộng. Tôi bảo không, cái sông, bất cứ dòng sông nào thế, bên này lở bên kia bồi, rồi nay lại bên kia bồi bên kia này lở, bên kia lở bên này bồi. Thế thì nó thậm chí có những lúc là cái bờ nó lại thu hẹp lại, có lúc là nó lại rộng ra, nó không quan trọng lắm. Thế nhưng mà cái mà tôi muốn dùng sau này ấy, thì tôi lại dùng khác một tí, là vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm, chứ không phải là bờ bãi. Bởi vì ấy, cái câu trước của nó là có tuổi 20 thành sóng nước, thì có nghĩa là cái dòng sông không phải là dòng sông hiện hữu nữa. Đấy. Nó chỉ là cái dòng chảy tâm linh thôi. Đấy. Cái dòng chảy trong một cái ký ức. Đấy, và về mặt tâm linh thì nó chỉ là một cái dòng chảy trong ký ức của một con người, hay là cả một đời người, hay cả một cuộc đời này. Thế nhưng mà cái từ sau là vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm, thì cái bờ này không còn là cái bờ hiện hữu của một dòng sông hiện hữu, nó không phải là cái bờ cụ thể của một dòng sông hiện hữu, nó là cái bờ lớn hơn rất nhiều. Những cái, một cái điều quan trọng nữa ít người để ý, rằng là chúng ta thấy là trong thuật toán về tự nhiên là thường cái số đếm là số 1, số 10, số 100 và số 1000, số triệu, nó đều khác nhau, hoàn toàn khác nhau về nó, cái giá trị nó khác nhau. Nhưng khi mà dùng chuyển sang cái thuật toán văn học thì chỉ cần thêm hai từ là mãi mãi, thì mãi mãi một năm với mãi mãi một triệu năm nó giống nhau, tức là biến cái hữu hạn thành cái vô hạn, tức là tôi không còn giới hạn về thời gian nữa rồi. Tức là thường thường là vỗ yên bờ bãi một năm thì nó khác với vỗ yên bờ bãi nghìn năm, triệu năm. Nhưng là tôi vỗ yên bờ mãi mãi một năm thì có thể thay được cho là mãi mãi một triệu năm, hay mãi mãi một triệu triệu năm, thì cũng cái số đó là số, tức là biến cái hữu hạn thành cái vô hạn. Rất là cảm ơn anh. Em thì em thấy rằng là với cái câu vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm, và so sánh với cái câu là vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm, thì cái câu vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm nó thơ hơn, nó phổ nghĩa hơn. Dạ, nó thơ hơn và nó trừu tượng, cũng như là cái tầm của nó rộng hơn. Nếu mà vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm thì nó bị khuôn hẹp lại, chỉ là một cái bờ bãi nào đó thôi. Nhưng mà và thêm một điều nữa là anh là tác giả mà, và đây là cảm xúc của anh mà, cho nên là cái anh bảo vệ bản quyền, đúng không ạ? Vâng. Vâng, em nghĩ là như vậy. Còn những cái ý kiến thì cũng vẫn chỉ là ý kiến thôi, nhưng mà đó là cảm xúc của mình. Rất là cảm ơn anh. Ngay khi chương trình phát lên thì có câu hỏi của khán giả dành cho anh đây. Bạn Trần Thị Mị có một câu hỏi: trong lửa đạn anh Lê Bá Dương có nghĩ hay yêu một cô gái nào không ạ? Dạ, câu hỏi rất là hay ạ. Thực ra tôi đi bộ đội rất sớm, năm 15 tuổi tôi đã đi bộ đội rồi. Dạ. Cho nên ngay từ cái
trong quá trình, trong từ lúc đi bộ đội cho đến lúc mà chiến đấu mấy năm trời ở Quảng Trị, gần như tôi không có cái khái niệm gì về chuyện là nam nữ. Mà ngay từ ngày đầu tiên tôi nhớ thế này, tức là cái ngày đầu tiên mà khi nhập ngũ thì nó có một câu chuyện là bạn bè tôi là những người trốn đi, nhưng mà trong cái nhóm trốn đi đó, tôi trốn đi thì đi theo rồi tìm cách sửa lý lịch, rồi tìm cách này cách khác để tôi nhảy theo cái nhóm của anh em ở cùng địa phương để đi. Thì trong đó có cậu bạn tôi, thì được một cô bạn cô tặng cho một cái tấm ảnh về mà cái bông hoa phượng gì đấy ở trong một cái cuốn sổ. Thế thì sau khi mà tặng dúi cho cậu này xong thì là cô chạy trốn biệt vào trong cái góc đầu xóm ấy, đầu thôn cô trốn. Thế thì sau này là về đến nơi mà tập trung quân rồi ấy, thì tôi mới hỏi, thì tẻ ra là cô tặng cho bạn tôi một cái bông hoa phượng thôi. Đấy, tôi với lại một cái ảnh, thì tôi mới phát hiện ra tẻ ra là hình như hai người này thân hơn, chứ không nghĩ là yêu nhau. Chỉ thân hơn thôi, bởi vì cái tuổi chúng tôi 55, 16 tuổi lúc đấy là cái thời đó phải như bây giờ. Tức là cái quan niệm về nam nữ là gần như là chưa định hình ra được. Thế thì cho nên sau này mới có cái chuyện mà tôi nhớ lại cái kỷ niệm đó, là bạn đã tặng cho một cái bông hoa phượng ép vào trong cái sổ, mà cũng chạy vội chạy vàng như ma đuổi trốn. Cho nên là đến lúc mà sau này là tôi viết thành một cái khổ thơ trong một cái dịp mà kỷ niệm lại cái ngày của bạn bè mất này. Bạn tôi lúc đó là vào nhập ngũ tháng 4, thì đến tháng 8 thì bạn hy sinh, chỉ 4 tháng sau là bạn hy sinh thôi. Thế cho nên là cái ảnh, tôi lấy cái ảnh từ trong ba lô của bạn tôi cất lại, giữ lại. Thế thì đúng là vào cái dịp là Valentine, mà khi mà tôi đi chứng kiến cái cảnh mà người ta đi mua hoa tặng cho nhau á, thì tôi ra, tôi cầm máy tôi ra định ghi lại những hình ảnh tặng hoa đó, có như một cái tập quán lạ nào đó mà về xâm nhập, cái du nhập vào Việt Nam á, thì tôi muốn tò mò, muốn hiểu nó xem thế nào. Thì thấy người ta tặng hoa cho nhau, thì hai vợ chồng thế này, người ta đến tặng hoa xong rồi người ta lại đi. Đến lúc mà mua hoa xong người ta đưa cho cô vợ, thì cái cô vợ mới dắt tay đứa con thì uồm người qua cái yên xe máy, thì cô một tay thì cầm hoa nhưng miệng cô hôn chụt vào má của người chồng. Lúc đấy là tự nhiên tôi ứa nước mắt, là tôi bước vội về phía nhà tôi, cách đó khoảng 300 mét thôi. Tôi lên, tôi đưa thẳng lên trên trang một cái bài viết về cái ngày tôi không gọi là Valentine, tôi gọi là ngày yêu. Ngày yêu ai cũng có hoa, chạnh lòng là nhớ bạn ta cuối rừng, nụ hôn thủa ấy chưa từng, cánh hoa phượng cũng ngập ngừng trao nhau, góc khăn thêu thắm chỉ màu, đường kim vụng dại giấu vào yêu thương. Bạn giờ nằm lại chiến trường, ngày yêu một nhánh hoa rừng lẻ loi, chạnh lòng thương lắm bạn ơi, ngàn hoa xin gửi bạn tôi cuối rừng. Đấy, cái thời của chúng tôi là như vậy. Chỉ có đến sau này, sau cái chiến dịch năm 72 ấy, thì có một cái cơ hội, nhưng mà tôi lại cũng không biến được cái cơ hội đó thành cái tình yêu, tức là không nhận được ra cái tình cảm nó sâu lắng ở trong đó. Tức là khi gặp một cái cô gái ở trong vùng mà xảy ra chiến tranh ấy, tức là cô gái ở Triệu Phong, thế thì cô chỉ hỏi tôi rất đơn giản là lúc đấy là chú thôi, chú ấy chứ tại sao lại gọi là quân giải phóng Bắc Quảng Trị. Thì lúc đấy tôi cũng vội, cho nên tôi chỉ viết mấy chữ, thì sau này tôi viết thành trong bức thư, tôi viết mấy chữ là thế này: là một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc, một dấu chân in màu đất hai miền. Thì tôi tặng cho cô, nhưng mà đồng thời tôi chỉ có hứa một cái là sau này nếu có điều kiện gặp nhau, còn nếu chú còn sống mà gặp nhau ở Hà Nội thì chú sẽ đưa cháu đi thăm Hà Nội, bởi vì cô rất muốn biết Hà Nội. Thế thì sau này đến lúc mà thực hiện được cái điều ước đó, cô ra học ở trường Đoàn Thanh niên Trung ương rồi, thì tôi có dịp đưa cô đi chơi khắp Hà Nội. Thì sau cái cuộc đi chơi đó, phải đến gần 2 năm sau, thì lúc đấy mới chạm đến một cái chút, một cái mối là quan hệ gọi là nam nữ một tí. Nhưng mà sau này cũng chỉ biết, chỉ được đến đó thôi. Chứ còn thời đó nó thực sự là nghe các anh các chị mà có vợ, có con đi bộ đội, thì các anh các chị nói chuyện đó, thì mình chỉ nghĩ đó là cái cảm nhận của người tiền tuyến, người hậu phương. Mà với riêng mình thì gần như là không. Câu chuyện rất là
một câu chuyện rất là cảm động. Và thực ra thì ở cái thời đấy thì em cũng biết rằng những cái chuyện như thế nó là phổ biến. Và đối bây giờ thì có thể là giới trẻ khó cảm nhận được, và cũng rất ít người kể lại, bởi vì người ta cho rằng nó là phổ biến, cho nên những người của thời đấy không có mấy người kể lại. Tuy nhiên thì anh lại biến được nó thành thơ, và chính những cái câu thơ ấy nó chở cảm xúc của mình từ quá khứ mà đi đến với tương lai. Em cũng tin rằng những cái vần thơ mà anh viết về tình cảm của một người bạn, một người đồng đội, nó giống như là một cái thông điệp, nó chở tình cảm của một cái giai đoạn từ quá khứ mà đến với tương lai. Và em nghĩ rằng nó còn có một cái sức mạnh hơn cả là những cái thước phim. Bởi vì là nếu mà là phim hay là những cuốn tiểu thuyết người ta viết thì khán giả người ta đọc có thể xúc động, nhưng sau đó thì họ biết rằng đấy là những câu chuyện mà người ta sáng tác ra, cũng có thể là dựa trên có thật hay không có thật. Nhưng còn cái bài thơ đấy của anh thì em nghĩ là nó chở những cái cảm xúc mà rất thật, chỉ có những người lính mới có được. Nhân câu chuyện anh vừa chia sẻ thì em cũng muốn hỏi là tại sao anh lại đi bộ đội sớm như vậy ạ? Thực ra thì bây giờ lý giải cái chuyện này thì nó cũng cái thời điểm là đi ấy. Bây giờ vào cái thời điểm này lý giải vào cái cảm xúc của cái thời điểm đó thì nó sẽ rất là khó, rất khó. Những cái cảm xúc của cái thời đó nó chỉ là cái sự rạo rực và qua những, đặc biệt là qua những cái câu chuyện về cái cuộc chiến ở trong này, những cái sự gọi là khi mà cái đất nước đang chia cắt như thế, ở một nửa phía trong này ấy, là có những cái câu chuyện như là cái sự kiện về Phú Lợi, rồi cái sự kiện ở đập Vĩnh Trinh, rồi những cái sự kiện mà cái gọi là cái tội ngụy quân ngụy quyền lúc đấy, bây giờ nó lê mày chém đi, nó chém người rồi nó bắt bớ rồi nó tra khảo tất cả thứ, rồi là nó có những cái từ câu chuyện cho đến cả hình ảnh, thì mình được tiếp xúc với những cái đó là một góc nhìn về cái cuộc chiến. Và rồi đặc biệt là thông qua cái cuộc chiến tranh phá hoại mà lúc bé là tôi đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh phá hoại, trong đó có rất nhiều những người là đồng bào người ta đã bị bom đạn của trong cái cuộc chiến tranh phá hoại đó, nó tàn sát. Và đặc biệt là có những cái người bạn của tôi đã từng bị chết trong cái mưa bom này. Thế thì phải nói là từ cái sự mà những cái cảm xúc đó cộng với lại những, có thể nói là thế này, là cộng với lại những cái ca khúc lúc bấy giờ, những cái bài thơ như là giả dụ trong cái tập mà thơ gửi về Nam, những bài thơ của những cái bác tập kết ra Bắc á, mà các bác trong cái tuyển tập thơ là thơ gửi về Nam, rồi là những rồi những cái ca khúc mà người ta sáng tác về lúc bấy giờ, thì nó thực sự nó tạo nên cái sự dạo dực. Và cái sự rạo rực đó nó dẫn đến một cái, từ cái kênh đó nó dẫn đến cái sự chọn lựa. Mà bây giờ nói sự chọn lựa thì bây giờ mình có thể nói ở cái góc nhìn bây giờ thì lý giải ra nó ra thì đơn giản như này: nếu như mà chính vì mình căm ghét chiến tranh, căm ghét cái sự đổ vỡ, sự mất mát, sự đau thương của chiến tranh, cho nên mình buộc phải chọn cầm súng. Bây giờ thì mình giải thích theo cái cách này là không ai trong chúng ta có thể nói là tự nguyện chọn chiến tranh, nhưng rõ ràng chiến tranh nó chọn mình. Tức là tất cả những cái ký ức về chiến tranh đó, những cái hiểu biết về chiến tranh đó, nó tạo thành một cái kênh để mình chọn lựa bước vào cái dòng kênh là như thế nào. Thì mình coi như là mình là không chọn chiến tranh, nhưng mà chiến tranh chọn mình. Chỉ có khác nhau một thứ là giữa người này, giữa người kia, giữa phía này, phía kia, là chúng tôi chọn chiến tranh một cách là chiến tranh chọn chúng tôi, và chúng tôi chấp nhận cái sự lựa chọn của chiến tranh là một cách tự nguyện, thế thôi, chứ không phải bắt buộc. Tức là chiến tranh chọn mình, nhưng mà có những người họ bắt buộc phải nhận cái sự lựa chọn đó. Nhưng với chúng tôi thì từ cái kênh đó mà chúng tôi chấp nhận cái sự lựa chọn đó một cách tự nguyện.
Như vậy thì qua cách giải thích của anh, thì em hiểu hơn một cái câu thơ này, hình như là một câu thơ của Tố Hữu: xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Thì nếu như bây giờ trong một cái điều kiện bây giờ, điều kiện xã hội bây giờ, thì với lớp trẻ đọc cái câu đấy, nghe câu đấy, thì họ sẽ nghĩ rằng là đấy là một cái hô khẩu hiệu hay là một cái tuyên truyền nhồi sọ này kia. Nhưng nếu mà nghe cái chia sẻ của anh thì em thấy cái câu thơ đấy nó đã phản ánh phần nào đúng cái tình trạng, cái thực trạng của cái thời điểm đó. Tức là khi anh mới 15 tuổi thì chắc chắn là chính quyền chưa thể động viên đến anh. Nhưng anh đã lựa chọn nó. Và lựa chọn nó không phải là lựa chọn một cách là mình tham gia chiến tranh để đi vào cái chết, mà là mà lòng phơi phới dậy tương lai. Tức là chọn cái chiến tranh để chấm dứt chiến tranh, để đến với hòa bình. Em nghĩ như thế, không biết là có đúng không thưa anh?